lại tiếp tục về chủ đề tình yêu. Vlog lần này sẽ bắt đầu bằng điều thứ 5 nhé. Điều thứ 5 mà mình ước là mình thấm khi mình còn 20 là bạn sẽ không bao giờ biết là mối tình bạn đang có liệu có tan vỡ hay không, và có thì khi nào. Khi chưa yêu, mới đang ở giai đoạn crush nhau thôi, hẳn là bạn đã từng có suy nghĩ là nếu mình có được người ấy, mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, và mình cũng sẽ làm người ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Mình sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ làm tổn thương người ấy. Tới lúc yêu rồi, bạn mới biết là ồ, thì ra cũng có lúc crush của mình, người mình từng nghĩ là hoàn hảo ấy, lại có lúc hay là có những cái đặc điểm làm mình khó chịu. Thì ra chính bản thân mình cũng có lúc vô tâm, vô trách nhiệm tới mức làm người yêu mình khóc. Hoặc kể cả hai bạn không có một tí cãi nhau hay là xung đột gì, thì vẫn có thể một lúc nào đó bạn chợt nhận ra hóa ra hai bạn không hợp với nhau như mình nghĩ. Mà điều đáng để suy nghĩ hơn là gì bạn biết không? Dù có là một mối tình kéo dài cả một đời người, vẫn sẽ có giai đoạn mà lửa tình yêu trong hai người không cháy một cách dữ dội như lúc mới yêu nữa. Vẫn sẽ có giai đoạn mà dường như hai người muốn buông tay ngay lập tức. Như thế hệ bố mẹ mình, có những người ở bên nhau tới hơn 40 năm, nhìn bên ngoài thì trông lúc nào cũng vẫn hạnh phúc và vẫn nói với nhau những câu tình cảm như thời còn trẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là suốt từng đó năm họ đều như vậy. Có thể là vẫn có thể xảy ra đấy, nhưng mà hiếm lắm. Còn đa phần, để đạt được sự hạnh phúc đó, chắc hẳn là họ đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong tình cảm mà vẫn chọn ở lại. Mình biết có trường hợp là khi mà còn trẻ thì hai người thực ra là cũng chán nhau lắm rồi, muốn ly dị lắm rồi, nhưng vì muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ bố mẹ nên chọn ở lại. Ở lại xong, sau một thời gian dài thì tự dưng hai người lại tìm lại được tình yêu thuần nào, học được cách điều chỉnh bản thân để chung sống với người kia, từ đó trở nên hài lòng hơn với cuộc hôn nhân của mình. Điều này khá là bình thường. Giai đoạn phát triển của tình yêu cũng giống như là giai đoạn phát triển của một con người vậy. Lúc trẻ thì xông xáo, càng lớn tuổi hơn thì lại càng biết cúi đầu. Nhưng cái lúc cúi đầu đó vừa có thể là do mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng cũng vừa có thể là sự khiêm nhường, thâm sâu. Kể ra như vậy để thấy, cái giai đoạn lửa tình yêu giữa hai bạn không còn nữa gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Và đó là lúc mà bạn đánh cược với bản thân mình. Bạn sẽ không thể nào biết được điều đó xảy ra là vì hai người đã quá rõ về nhau và cảm thấy bình yên bên nhau, không còn cần phải ra ngoài hẹn hò, du lịch hay là làm những thứ xến xẩm như lúc mới yêu mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hay là vì bạn nhận ra người đó không phải là người dành cho mình. Chính bởi vì bạn không biết được lý do đằng sau đó, nên bạn cũng không thể biết được mình nên dừng lại hay đi tiếp, đặc biệt là khi hai bạn đều vẫn đang đối xử tốt với nhau. Mà do việc có giữ được mối quan hệ hay không yêu cầu sự vun vén của cả hai phía. Cứ cho là bạn hiểu rằng đây chỉ là giai đoạn tất yếu sẽ xảy ra và biết rằng mình cần kiên trì vượt qua giai đoạn này thì hai người sẽ khăng khít hơn. Nhưng người kia lại cho rằng đây là dấu hiệu của sự nhạt nhẽo, chán trường, rằng hai người hết vui rồi, hết hợp rồi và muốn chia tay, thì mối quan hệ vẫn sẽ toang. Nếu bạn hiểu được sự vô thường trong tình yêu này thì bạn sẽ làm gì? Có nhiều quan điểm khác nhau lắm. Có người thì vì sợ bị đổ vỡ, sợ bị nói lời chia tay mà không dám tiến tới với ai. Có người thì lại nghĩ đằng nào cũng chia tay thì cứ yêu bừa đi, cứ thấy vui thì còn ở lại, mà thấy chán cái thì chủ động chia tay luôn để không phải là người bị đá. Còn mình thì nghĩ khác. Bản thân việc hiểu rõ không thể biết trước được tương lai, không biết có chán nhau hay không, có chia tay hay không, cũng là một kiểu biết chắc kết cục. Nên mình không còn sợ về tương lai khi bước vào một mối quan hệ nữa. Mình cứ cố hết sức mình cho mối quan hệ từ phía mình. Còn kết cục có ra sao đi chăng nữa thì mình cũng vẫn có thể tự tin với bản thân rằng mình đã làm rất tốt rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng tin vào nhân quả nữa. Như hai quan điểm bên trên, một là sợ không dám bước vào một mối quan hệ, hai là không đầu tư nghiêm túc vào một mối quan hệ, thì cả hai đều dẫn tới hệ quả là bạn sẽ không bao giờ học được những kỹ năng cần thiết để duy trì một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Từ đó thì bạn càng tăng khả năng tan vỡ trong tình cảm lên cao hơn, và như vậy thì bạn càng đưa bạn vào con đường cô độc kể cả khi đã lớn tuổi. Ngược lại, nếu tới mối quan hệ nào bạn cũng sống hết mình, nghiêm túc vun vén hết mình, cùng học cách vượt qua những mâu thuẫn, học cách giao tiếp để hai bên hiểu nhau hơn,
thì mối quan hệ sẽ trở nên có ý nghĩa hơn và bạn cũng sẽ càng tăng khả năng có một mối quan hệ bền vững hơn sau này. Vậy nên, dù có sợ thế nào đi nữa vào một tương lai bất định thì cũng hãy yêu hết mình nhé. Điều thứ 6 mà mình ước mình thấm khi mình còn 20 là mây tầng nào, gió tầng nấy thì mối quan hệ mới bền được. Mà cùng tầng lại phải cùng tầng ở nhiều khía cạnh nữa cơ, bởi nhân sinh quan của mỗi người bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Lệch nhau quá nhiều về tài chính thì cách tiêu tiền khác nhau. Cái nhỏ nhặt của người này lại quá túi tiền với người khác. Lệch nhau quá nhiều về gia cảnh thì khả năng vượt khó hay là chịu khổ cũng khác nhau. Như vậy thì người thì gặp khó khăn sẽ tiếp tục kiên trì phấn đấu. Người thì vừa vấp cái là đòi bỏ về nhờ bố mẹ. Lệch nhau về học thức thì cách hành xử trong cuộc sống giữa người với người cũng khác. Mà học thức ở đây không hẳn chỉ là bằng cấp ở trường lớp đâu nhá, mà còn là cả học ở đời nữa. Có người không đi học đại học nhưng giỏi giang, nhanh nhạy và từng trải từ sớm nên vẫn có thể có năng lực cao hơn, giao tiếp khéo léo hơn so với một người tự cao tự đại với bằng thạc sĩ với kinh nghiệm thực tế bằng không. Đó là chưa kể còn dễ sinh ra tự ti giữa người kém hơn với người giỏi hơn. Lệch nhau quá nhiều về ngoại hình cũng không ổn, vì người có nhan sắc kém hơn sẽ dễ ghen hơn, kiểm soát hơn với người luôn được nhiều người để ý tới. Lệch nhau về năng lực quá cũng không ổn. Một người thông minh nhanh nhẹn lúc nào cũng muốn trở nên tốt hơn nữa mà kết đôi với một người nông cạn, chậm chạp, chỉ biết dậm chân tại chỗ thì dần dà khoảng cách giữa hai người sẽ càng một xa hơn. Các cụ hay có câu là trai tài gái sắc, nhưng điều đó chỉ đúng trong xã hội ngày xưa khi mà người ta không mong đợi nữ giới có tài hay là không mong đợi đàn ông con trai phải biết trau chuốt ngoại hình. Nhưng ngày nay, tất cả đều phải được cân bằng và phải được cùng tầng. Gần đây nhất có tin cô biên tập viên xinh nhất đài VTV được nhận màn cầu hôn gần 1 tỷ bằng drone thì dân mạng hay nói đúng là trai tài gái sắc. Nhưng mình chắc chắn rằng cô gái ấy cũng phải có tài nữa thì mới được làm biên tập viên VTV và mới được cầu hôn bởi một người giỏi giang khác. Và anh chàng kia cũng phải là một người biết chỉn chu ngoại hình, sạch sẽ, thơm tho và đương nhiên cũng phải có tài thì mới được người con gái có giá trị như vậy nhận lời cầu hôn. Vì vậy, đừng nghĩ rằng con trai có tiền là đủ hay con gái có sắc là đủ. Bạn muốn người như thế nào thì bạn phải có được những giá trị tương đương thì mới hấp dẫn được họ. Khi bạn tự nâng bản thân mình lên bằng những giá trị thực tế, xung quanh bạn cũng sẽ tự xuất hiện những người cũng giỏi giang như vậy. Từ đó cơ hội để bạn tìm được mây cùng tầng sẽ cao hơn. Kể cả khi bạn có đem lòng yêu một người mà hiện tại người ấy chưa có được những giá trị tương đương với mình, hoặc chính bạn là người còn đang tự cảm thấy mình còn thua kém người kia, thì hai người vẫn có thể ở bên nhau hạnh phúc nếu cả hai người cùng biết cùng đưa nhau lên ở cùng tầng cao hơn. Cái vấn đề ở đây là phải nhận thức được chính xác giá trị của mình trước khi đem ra so sánh với người khác. Ví dụ bạn mong muốn đối phương phải là người có bốn tế, kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế, thì bạn phải tự hỏi ngược lại rằng liệu mình có đủ những điểm thu hút để hấp dẫn hay là sánh vai được với một người đạt đủ những tiêu chí ấy hay không? Nếu chưa thì không có nghĩa là bạn sẽ không với tới được một người như vậy, mà nó đơn giản nghĩa là bạn cần phải cố gắng cải thiện bản thân mình hơn trong khả năng tốt nhất của mình mà thôi. Điều thứ 7 mà mình ước mình thấm khi mình còn 20 đó là sự chung thủy trong tình yêu xuất phát từ việc kiểm soát lòng tham. Khi hai người chính thức bước vào một mối quan hệ, nhiều người cứ nghĩ rằng mình sẽ chỉ yêu người này mà thôi. Chỉ người này mới làm mình rung động được tới thế. Chỉ người này là giỏi nhất, tốt nhất, đẹp nhất, đúng gu nhất. Và nó có thể đúng cho tới khi bạn gặp được người đúng gu hơn nữa. Thế giới có hơn 8 tỷ người. Tính riêng nước Việt Nam có hơn 100 triệu người. Làm sao bạn có thể khẳng định chỉ có một người duy nhất trong số đó làm bạn rung động được, đúng không? Chưa nói tới việc hợp nhau trong tính cách, việc đi ra ngoài và bắt gặp một người đẹp trai hay là xinh gái y như idol của bạn, khách quan mà nói là đẹp hơn hẳn người yêu của bạn rất là nhiều, thì bạn sẽ không khỏi kìm lại việc nhìn họ lâu hơn một chút nữa, rung động trước vẻ đẹp của họ, mà thậm chí có thể còn có cả suy nghĩ là nếu họ là người yêu mình thì sao nhỉ? Và điều này là hoàn toàn bình thường, bởi chúng ta là những con người bình thường. Tình cảm của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta không phải là một cỗ máy, bảo là chỉ được rung động vì một người thì sẽ cứ thế mà làm, không thay đổi. Cái mấu chốt ở đây là lòng tham. Đứng trước những cám dỗ hay như cư dân mạng nói là những mối ngon hơn thì bạn sẽ lựa chọn gì?
người chưa biết chấp nhận rằng mình đang tham, mình đang đứng núi này trông núi nọ, thì sẽ thường cố tạo ra trong đầu những lý do bào chữa, hợp lý hóa cho sự lựa chọn tham lam của mình. Ví dụ như người yêu hiện tại vô tâm, tài chính không vững, không tài giỏi như mình tưởng, vân vân và vân vân. Người thực sự hiểu được sự tham lam của mình, dù nó vẫn tồn tại nhưng vẫn hiểu rõ rằng điều đó là không tốt. Và bất kể lựa chọn nào mà nó dẫn dắt mình tới cũng đều phải được cân nhắc cẩn thận. Rằng mình đang tham, rằng ngày xưa lúc mình mới tán tỉnh người yêu bây giờ, mình cũng từng nghĩ rằng người ấy là tốt nhất, rồi lúc yêu rồi thì lại thấy có vấn đề. Giả như mình nhảy sang cái mối mà mình nghĩ là tốt hơn, rồi người ấy cũng sẽ lại có vấn đề mà thôi. Có khi vấn đề lại còn tệ hơn cả người trước. Nghĩ được như vậy thì sự hoàn hảo của cái người mà bạn đang không có được kia sẽ giảm xuống, sức hấp dẫn của người ta cũng giảm xuống, lòng tham của bạn cũng giảm xuống, và nhờ vậy bạn có thể thoát ra được khỏi cám dỗ. Mặt khác, khi mà bạn chưa hết lòng vun vén cho tình yêu hiện tại, chưa học được cách vượt qua sự khác biệt hay là giải quyết mâu thuẫn trong một mối quan hệ, thì kể cả bạn có được người mới tốt hơn, làm sao bạn biết cách duy trì nó bền lâu được? Giờ thì nếu cứ thấy có mối tốt hơn là nhảy người yêu, thì bạn sẽ phải trải qua bao nhiêu mối quan hệ trong đời? Những người có giá trị, người ta rất có mắt nhìn người, và họ sẽ không trân trọng một người dễ chán, dễ bị cám dỗ dắt mũi đâu. Đó là lý do nhiều người có kết cục không tốt đẹp khi đứng núi này trông núi nọ đấy. Vậy nên là biết chấp nhận lòng tham, hiểu rõ là mình đang tham và kiểm soát nó thay vì để nó kiểm soát mình, thì bạn sẽ thoát được khỏi những cám dỗ bên ngoài khi đang trong một mối quan hệ tình cảm. Điều thứ 8 mình ước, mình thấm khi mình còn 20, đó là yêu thì dễ, cưới cũng dễ, mà có hạnh phúc dài lâu với nhau được hay không mới là điều khó. Điều này mình rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân lẫn những người xung quanh, mà đa phần là giới trẻ. Các thế hệ sau thế hệ của bố mẹ chúng ta dường như đã không còn coi trọng việc có một mái ấm gia đình như trước nữa. Họ dễ dàng kết hôn rồi cũng dễ dàng ly dị. Mà lý do chủ yếu là vì ít nhất một trong hai người hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý cũng như là kiến thức từ trước cho hôn nhân. Họ cứ nghĩ đơn giản là yêu nhau một thời gian mà họ tự cho là đủ lâu, thấy vui, thấy không cãi vã gì thì làm đám cưới là chuyện tất yếu. Đó là chưa kể bố mẹ nhiều khi lại còn hay nói kiểu cứ lấy đi, không ở chung được nữa thì về đây với bố mẹ. Đành rằng là phận làm bố mẹ thì đương nhiên là sẽ luôn chào đón con cái. Nhưng cái việc tung sẵn cái lưới an toàn như vậy rất dễ làm cho người mới kết hôn nhanh chóng muốn từ bỏ ngay khi vừa gặp phải cơn sốc đầu tiên sau khi cưới, một điều mà chắc chắn sẽ xảy ra. Nhất là nhà nào có điều kiện sẵn thì cái tư tưởng bỏ thôi, kể cả phải nuôi con một mình thì vẫn có bố mẹ gánh mà, càng làm cho họ dễ dàng muốn bỏ cuộc trong hôn nhân. Vì vậy, họ thích thì họ cưới, không thích thì ly dị và coi như là làm lại từ đầu. Hôn nhân và yêu đương hoàn toàn khác nhau. Kể cả các bạn có sống thử với nhau một thời gian thì nó vẫn sẽ rất khác so với hôn nhân thực sự. Bạn sẽ có nhiều thời gian ở bên người bạn yêu hơn, thấy họ cư xử ở nhiều tình huống hơn và nhận ra nhiều mặt khác của họ mà khi hai người vẫn còn là người yêu, bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Bạn sẽ phải cùng với người từng là người yêu đưa ra những quyết định chung mà trước giờ hai bạn chưa bao giờ phải đưa ra, đồng nghĩa với việc những mâu thuẫn trước giờ chưa hề có cũng sẽ xảy ra. Chắc chắn là hai bạn sẽ phải trải qua nhiều tình huống mà hai bạn không biết phải làm thế nào để cải thiện cuộc sống hôn nhân. Vòng quan hệ của hai bạn cũng không chỉ gói gọn trong hai bạn và bạn bè của hai người nữa. Hai bạn sẽ phải có trách nhiệm hơn với bản thân, bởi quyết định của bản thân bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp không chỉ tới bạn hay là vợ hay là chồng của bạn, mà còn cả bố mẹ hai bên, có khi lại liên quan tới cả anh chị em của chồng hay là của vợ nữa. Tức là lấy nhau về là lấy cả gia đình của họ, chứ không phải chỉ một mình họ. Kể cả gia đình họ có văn minh thế nào, trao quyền tự lập ra sao, thì trong văn hóa hướng gia đình của Việt Nam, chúng ta vẫn khó có thể sinh hoạt theo kiểu riêng biệt, nhà nào biết nhà nấy, mà còn phải biết nhìn trước nhìn sau, sao cho hài hòa cả đại gia đình lớn. Nếu hai bạn chỉ nghĩ rằng hôn nhân là việc của hai người, thì bạn sẽ sẵn sàng ly dị tùy theo cảm hứng, bất chấp khuyên bảo từ người lớn, bất chấp ảnh hưởng của nó tới bố mẹ mình hay thậm chí là con mình. Có quá nhiều thứ chưa bao giờ xảy ra khi hai bạn yêu nhau nhưng lại xảy ra sau khi hai bạn kết hôn. Nếu không có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ lưỡng từ trước, việc nhanh chóng muốn ly dị sau hôn nhân là gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Nhất là trong thời đại
mà nhiều bạn trẻ đang có tư tưởng đời của mình phải sống cho mình trước đã, với tính ứng dụng bị hiểu sai cách. Vì vậy, tuyệt đối đừng bước vào hôn nhân mà không suy xét cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ. Không chỉ là tìm hiểu đối tượng hay là gia đình đối tượng, mà còn phải tự soi xét bản thân xem mình đã sẵn sàng chưa nữa. Vlog này tạm thời dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các vlog tiếp theo nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.